nằm cách đảo lớn khoảng 3 hải lý về phía tây bắc, xã đảo An Bình, còn hay còn gọi là đảo Bé, huyện đảo Lý Sơn rộng chưa đầy 1 km vuông, có khoảng 100 hộ dân sinh sống. Họ gắn bó với nghề trồng hành thòi, hoa màu và đánh bắt thủy hải sản. Hiện xã đảo An Bình, huyện đảo Lý Sơn đang trở thành thiên đường du lịch biển đảo ở miền Trung, hấp dẫn đông đảo du khách, nhất là giới trẻ. Từ thành phố Quảng Ngãi, du khách đến cảng Sa Kỳ, sau đó lên tàu cao tốc khoảng 45 phút, có thể đặt chân đến đảo Lý Sơn. Từ bến cảng ở đảo lớn, du khách có thể đi cano khoảng 15 phút thì đến nơi đảo Bé, huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Diện tích bãi sâu được tạo nên từ vách đá trầm tích núi lửa hàng trăm triệu năm, tạo hình vòng cung vươn ra biển, cảnh quan hoang sơ và kỳ thú. Thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, 5 tháng đầu năm nay, địa phương đón khoảng 42.000 lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có gần 80 triệu lượt du khách đến huyện đảo Lý Sơn với tổng doanh thu du lịch ước khoảng 355 tỷ đồng. Vách đá trầm tích núi lửa tạo dáng hình kỳ thú, trông giống như biểu tượng rồng vươn mình ra phía biển. Thực hiện đề án phát triển du lịch giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Quảng Ngãi ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn. Mục tiêu là đưa huyện đảo tiền tiêu này trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách, trong đó chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh quê hương, con người Lý Sơn thân thiện, mến khách, gắn bó với bảo vệ môi trường xanh, sạch và đẹp. Lần